các bạn nhé. Để giới thiệu các bạn, đây là con chim cu gáy gốc miền Nam. Con này bẫy từ ngày bẫy ở ngoài tự nhiên về, con này nuôi đã gần 2 năm rưỡi rồi. Đến giờ bắt đầu nó mới nổi, bắt đầu nó gáy nhiều. Con này thực sự là thời gian nổi rất là lâu, hơn 2 năm trời. Bắt đầu ở nhà nó gáy gú rất nhiều. Nó cũng rất tương đối rất là thuần rồi, nghĩa là mình đến mình quay này thấy là nó vẫn gáy và nó gù luôn người luôn. Thì nếu con này mà xác định để mà mình huấn luyện thành con chim cu mồi cây hoặc mồi đất thì con này là mình phải tiến hành tập cho nó ngay. Nếu cái tình trạng mà cứ để treo một chỗ và cứ để nó ở nhà như thế này thì cái tỷ lệ nó trở thành con cu khách là rất là lớn. Vì vậy muốn để tập con này thì đầu tiên là có thể là chúng ta treo nó quen cái chỗ như này là nó gáy gù rất là nhiều, có thể người ra nhưng các bạn nhìn thấy nó vừa gù. Nhưng mà đôi khi có thể chuyển chỗ rồi treo hoặc chuyển sang lồng hoặc là mang đi ra ngoài treo ở bên ngoài, khả năng nhiều là nó sẽ không gáy bởi vì nó chưa quen. Thế chính vì vậy muốn huấn luyện con chim cu bổi mà nuôi lâu năm rồi nó nổi lên cu mồi thì bắt buộc phải đầu tiên nếu mà ở nhà thì ta sẽ chịu khó, có thể với cái lồng đang treo nó đang gáy gù nhiều này, có thể là chúng ta thay đổi vị trí để treo. Hôm nay móc ở đây, mai mốt là chuyển sang cái vị trí khác để móc. Thì có thể lần đầu mình mà nó đang quen đây nó gáy gù nhiều nhưng mà mình chuyển sang cái chỗ khác có thể nó không gáy, nhưng mà mình cứ làm đi làm lại. Nếu cái trường hợp mà treo đây nó gáy và treo sang cái địa điểm khác mà nó lại gáy thì ta cứ chuyển vài lần như vậy thì con cu cho nó thấy lạ chỗ và nó gáy. Ok. Thì có thể nếu ta làm mồi cây có thể sang cái lồng mà lồng mồi cây. Rồi cũng tiến hành móc chỗ này chỗ nọ cho nó lạ chỗ nó có gáy không, nó gáy rồi thì bắt đầu chúng ta mới tiến hành cái giai đoạn thứ hai, đó là mang ra ngoài. Tất nhiên mang ra ngoài có con nó sẽ gáy và có con nó sẽ im luôn, nó không gáy, bởi vì ra ngoài trong cái quá trình mình đi lại mình xách cái lồng của mình đi xe nó sợ, nó chưa quen với cái trường hợp là mình đưa nó ra ngoài là do đi xe, do đi đường, do tiếng ồn, hoặc là ra ngoài thì lâu ngày gặp những tiếng ồn khác có những con chim kêu khác kêu thì nó có vẻ nó chưa quen thì có thể là chưa gáy. Thì muốn thành con cu mồi thì vẫn bắt buộc phải tập thôi. Lần đầu có thể không đưa ra ngoài không gáy nhưng tiếp tục lại đưa ra một vài lần nữa. Đến khi nào nó gáy, nó chịu đi ra ngoài móc lên cây nó chịu gáy, hoặc là ta tập đất thì ta mang cái lụp lên. Cái lụp ra ngoài ta úp ngoài đất. Và ta ngắm xem cái địa điểm nào để tập nhanh nhất, thì ngắm cái địa điểm nào mà ở ngoài tự nhiên có cái có chim cu bổi nó sống ở đó, nó hay bay ngang qua. Đó. Thì cái tỷ lệ con chim tập thành mồi nó nhanh hơn, thì nó có chim bổi bay ngang hoặc gáy ở ngoài thì con chim mà nó thấy con ngoài bay ngang qua hoặc nó gáy mà nó gáy lại là có cái tỷ lệ thành mồi rất là lớn, rồi tập vài lần nữa là ok. Đó là mình chọn cái địa điểm làm sao nó có bổi, phải luôn di chuyển, phải luôn tập dượt. Chứ nếu con chim cu cu này nó có làn cu bổi thật, bắt ở ngoài thật tự nhiên thật, nhưng ta cứ rút giết ở nhà để một chỗ như này, dần dần nó sẽ thành con cu khách và nó sẽ gù người, và đưa ra ngoài nó sẽ không chịu chơi và nó sẽ im, hoặc nó gặp chim ngoài nó sẽ đứng rìa lông. Vì vậy để thành một con cu mồi thì chúng ta phải có cái thời gian tập dưỡng nó. Con này là được hơn 2 năm rồi đã. Bắt đầu bây giờ nó gáy, con này là rất là lâu nổi. Con này giọng thổ pha và chim gốc miền Nam. Ngoài cái cách chúng ta chuyển chỗ cho nó ở nhà, chúng ta thường xuyên chuyển chỗ hoặc sang lồng để xem là chuyển chỗ liên tục nó có gáy không. Gáy rồi chúng ta chuyển sang giai đoạn đi ra ngoài nhé. Ra ngoài không đầu tiên không gáy thì cứ đi vài lần như vậy. Và một cái lưu ý nữa là khi con chim nó đã nổi như thế này, nổi giết lâu này mà không cho đi hoặc là không cho đấu chim thì nó sẽ gù người. Vậy ở nhà ta mà có một số con chim khác thì thỉnh thoảng ta có con mồi và con chim bổi nổi như kiểu này, ta ghè con chim là bổi này với con chim bổi nổi hoặc con mồi để xem nó dám chơi lại không, để cho nó có cái phản xạ là khi gặp chim nó đấu. Không giết, không cho nó đấu thì giết là nó sẽ gặp chim ngoài, nó sẽ không đấu và nó sẽ rỉa lông. Em thử cho nó ra với một con chim cô gái để xem là xem nó có dám gù không. Thì bên trong cái lồng đó là một con chim cu mồi. Đó, các bạn, thỉnh thoảng chúng ta cứ tiến hành chuyển chỗ liên tục, quan sát cho nó gáy hay không. Nó gáy rồi thì ta tiến sang bước mang ra ngoài. Thứ hai là thời gian rảnh chúng ta sẽ cho ép cho
cho nó ghé với những con chim cu mồi và cu bổi đã nổi để xem nó dám chơi không. Đó. Quan sát thế này là con chim cu bổi này mà nó lại dám, nó rất là nổi rồi, nhưng mà gù cả người, nhưng mà các bác nếu nó riêng nó là bổi thì tố chất của nó thì nó vẫn là chim đấu, bởi vì bắt ở ngoài này là mình đi bắt chim chim đấu ở ngoài nhá. Mặc dù là nuôi đã gáy gù nhà rất nhiều, gù cả người, nhưng mà đưa vào chim cu mồi nó vẫn chơi lại cu mồi, có thấy không, nó vẫn gù vẫn đánh lại chim cu mồi. Thì để chuyển thành con này thành cu mồi như tôi vừa nói thì bắt buộc phải tập nhá, phải cho nó đi, phải cho nó đấu chim rồi giết thì nó sẽ thành con cu mồi. Còn nếu cái trường trại mà để thành chơi cu lâu chúng ta không tập thì để thời gian giết nữa nó sẽ thành con cu khách. Và nếu anh em là không chơi cu mồi thì con này cứ thể để thế là sau này nó thành con cu khách luôn, nên là người ra là nó sẽ gù luôn. Nhưng mục đích của em đây thì con này là con bổi bay nổi, thì mục đích của em là em muốn chuyển nó thành con cu mồi, nên là em hàng ngày em sẽ chuyển chỗ nó liên tục đó, cho nó ra thỉnh thoảng cho nó đấu như thế này, rồi thời gian rảnh em lại xách nó ra ngoài chờ cho nó gáy bằng được, không gáy lần sau lại đi tiếp cho nó gáy bằng được ở ngoài nha các bác nhé. Con cu mà nằm ở cái lồng nan tre này là con cu mồi của em, con này nuôi được 4-5 năm rồi. Con này cũng bắt được một số chim rồi, con này là con mồi đất nhá. Con này bổi em nuôi lên, bắt được rồi bắt đầu nó nổi em đi tập đất luôn. Con này không có qua mồi cây, mà con này là nó là mồi đất. Thì con này bây giờ em định hướng của em cũng là tính nó chuyển nó thành mồi đất luôn. Thì mai mốt này em đi ra ngoài tập và em sẽ úp đất nó luôn. Trong cái vấn đề để huấn luyện con chim cu gáy thành mồi đất luôn thì nó sẽ khó hơn là thành con cu mồi cây trong chuyển sang mồi đất, bởi vì các bạn đã biết là con cu gáy cái bản năng của nó là nó hay đứng ở trên cây nó gáy gù. Chính vì vậy khi nó nổi rồi chúng ta mang ra ngoài chúng ta tập theo cái dạng mà cho vào cái lồng chúng ta treo lên thì nó rất là dễ gáy hơn. Còn cái trường hợp mà ra úp đất thì nó lại có thể nó sưng sượng, nó có thể nó chưa gáy, chúng ta phải lập làm nhiều lần, nhưng mà chịu khó tập thì chúng ta lại thành một con mồi, chim cu mồi đất ngay. Thông thường một số anh em chơi thì hay chuyển từ cái con bổi nổi thành cái mồi cái cây xong rồi chuyển thành mồi đất, nhưng một số anh em lại đốt cháy giai đoạn ấy, lại muốn là huấn luyện ngay từ một con bổi nổi thành một con mồi đất, thì tuy nhiên nó sẽ khó khăn mà hơn là chúng ta bỏ qua một cái giai đoạn là từ mồi cây sang mồi đất. Những em thông thường em thích chơi mồi đất thì em chỉ cần có một con bẹo treo ở trên cây thì gáy cho chim về thôi, còn những cái mồi mà những con chim em chọn làm mồi thì em thông thường em sẽ huấn luyện nó chờ nó nổi tập duyệt ở nhà rồi mang ra ngoài tập mồi đất ngay bằng cách úp đất luôn. Đó. Thì khoảng cho nó đấu như thế này để cho nó quen với cái với đấu với những con chim với nhau nhá. Đó, các bác thấy nó đấu không? Con này hy vọng 1-2 tháng nữa nó sẽ thành con mồi. Video này em lại xin dừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.